Sóng truyền thông số 2, biện hộ cho 20 công nhân biểu tình ở Đồng Nai. Trong tuần qua, dư luận phi chính thống về các hoạt động biểu tình chủ yếu xoay quanh 3 vấn đề. Một là hỗ trợ 20 công nhân Đồng Nai vừa bị kết án tù vào ngày 30 tháng 7 do có hành vi gây rối trật tự công cộng trong cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế vào ngày 10 tháng 6. Hai là đòi điều tra về cái chết của Hứa Hồng Anh và lợi dụng cái chết này để công kích chế độ. 3 là kêu gọi tổng biểu tình để lật đổ chế độ vào ngày Quốc khánh ngày 2 tháng 9 tới đây. Cụ thể, trong cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế vào ngày 10 tháng 6 năm 2018, một số công nhân ở Đồng Nai đã chặn đường quốc lộ gây ách tắc giao thông. Ngày 30 tháng 7, tòa án nhân dân tỉnh Biên Hòa đã xử sơ thẩm 20 người trong số này về tội gây rối trật tự công cộng với mức án tù từ 8 đến 18 tháng. Sau phiên xử, 11 người trong số này đã đề nghị luật sư Đặng Đình Mạnh làm thủ tục kháng cáo cho họ. Ngày 4 tháng 8 vừa qua, nhiều thân chủ kể với luật sư Mạnh rằng quản giáo đang đe dọa sẽ nhốt họ vào buồng có người nhiễm HIV để ép họ không kháng cáo. Khi trả lời phỏng vấn đài VOA tiếng Việt vào ngày 7 tháng 8, ông Mạnh đã kể lại câu chuyện này, đồng thời nói rằng các thân chủ của ông chỉ cầm biểu ngữ đi trên đường để biểu đạt ý chí của mình, chứ không phạm tội gây rối như phiên tòa tuyên án. Trong suốt tuần qua, các tổ chức chống đối trong và ngoài nước đã có nhiều hoạt động để hỗ trợ 20 công nhân vừa nêu và gia đình họ. Ngày 4 tháng 8, 5 tổ chức và 48 cá nhân chống đối đã cùng ký tên vào một bản tuyên bố đòi nhà nước phóng thích, trả lại tài sản và xin lỗi 20 công nhân vừa nêu, đồng thời ban hành luật biểu tình. 5 tổ chức đồng ý ký tên vào tuyên bố là câu lạc bộ Lê Hữu Đằng do Võ Văn Thôn đại diện, diễn đàn xã hội dân sự do Nguyễn Quang A đại diện, nhóm vì môi trường do Lê Bảo Nhi đại diện, phong trào lao động Việt do Đỗ Thị Minh Hạnh đại diện và phong trào liên đới dân oan Việt Nam do Trần Ngọc Anh đại diện. Người khởi thảo cho biết bản tuyên bố này được soạn ở Sài Gòn và kêu gọi cộng đồng ký tên qua hộp thư quyền tự do biểu tình 18a@gmail.com. Qua các chi tiết này và văn phong trong bản tuyên bố, có thể đặt giả thuyết rằng Lê Bảo Nhi hoặc Đỗ Thị Minh Hạnh là người khởi thảo. Cùng ngày, mùng 4 tháng 8, Nguyễn Thúy Hạnh đã liên lạc với gia đình của 7 công nhân bị kết án và phỏng vấn 3 gia đình trong số này. Một ngày sau, Hạnh cho biết quỹ 50K của bà đã trích được 58 triệu Việt Nam đồng để hỗ trợ cho 11 gia đình, mỗi gia đình từ 5 đến 8 triệu. Bà Hạnh cũng kêu gọi cộng đồng gửi tiền vào quỹ để hỗ trợ các gia đình còn lại. Cùng ngày, mùng 5 tháng 8, trang nhật ký biểu tình phỏng vấn gia đình công nhân Võ Như Huỳnh về bản án của Huỳnh. Ngày 7 tháng 8, Liên đoàn Lao động Việt Tự Do, tức nhóm đạo Lao động Việt, đã tiếp xúc và phỏng vấn gia đình công nhân Hồ Đăng Di và Phạm Ngọc Huyền. Nhìn chung, các hoạt động tuyên truyền vừa nêu đều khai thác hoàn cảnh gia đình éo le của các công nhân để tận dụng lòng thương hại mà cộng đồng dành cho họ. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi đưa ra 3 ý kiến. Thứ nhất, luật sư Đặng Đình Mạnh không nên khẳng định rằng 20 bị cáo vô tội vì chỉ cầm biểu ngữ đi trên đường để thể hiện ý chí của mình. Các bị cáo có quyền tự do thể hiện ý chí của bản thân miễn là không vi phạm pháp luật Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Trong khi đó, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát thì nhóm công nhân biểu tình vào ngày 10 tháng 6 đã chặn đường quốc lộ gây ách tắc giao thông. Vì vậy, tòa có đủ căn cứ để xử các bị cáo theo tội gây rối trật tự công cộng với hành vi gây cản trở giao thông nghiêm trọng được quy định tại khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự 2015. Thứ hai, trong trường hợp luật sư Đặng Đình Mạnh chứng minh được rằng quản giáo đã ép thân chủ của ông không kháng cáo bằng cách dọa nhốt họ vào buồng có phạm nhân nhiễm HIV thì các quản giáo đã vi phạm quy chế của trại giam và cần xử lý. Thứ ba, vì nhờ bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và là lao động chính trong gia đình, chúng tôi thông cảm với các hoạt động thiện nguyện để hỗ trợ. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thúy Hạnh và những người liên quan không nên dùng tiền quyên góp để khiến các bị cáo mang ơn hoặc trở nên lệ thuộc vào phong trào chống cộng. Nếu bà làm thế thì một mặt phong trào của bà sẽ sớm mục nát vì bị chi phối bởi đồng tiền. Mặt khác, bà sẽ không để tuyên truyền rằng 20 công nhân Đồng Nai hoạt động chính trị một cách vô vụ lợi.